Xin chào mọi người nhé. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho bạn một ghế nhé. Một ghế sofa mới bên mình nhé. Một ghế này để dùng để chụp ảnh này, hoặc là để cho khách ngồi trang trí rất chi là đẹp luôn các bạn. Đây là dạng cao cấp bên mình. Đây là ghế sofa mẫu hoa nhé, dạng mới nè các bạn này. Các bạn nhìn này, từng cái mối của nó rất chi là dày dặn và đẹp nhé. Này, cái dáng cong này. Chân ở dưới là chân kim loại sơn tĩnh điện màu vàng nhé các bạn. Đẹp này, rất chi là chắc chắn êm. Loại này các bạn có thể đặt màu sắc theo cầu nhé các bạn. Đây là màu xanh cổ vịt, ngoài ra thì các bạn thích đặt màu gì, màu hồng, màu xám, màu đỏ, bên mình đều sẵn có nhé các bạn. Thì các bạn muốn tư vấn thêm về màu sắc thì các bạn cứ nhắn tin cho shop nhé. Mình quay đằng sau cho bạn xem này. Thì mình chắc mình quay một đoạn vậy thôi nhé các bạn. Các bạn cần hỗ trợ hơn, chi tiết hơn thì các bạn cứ nhắn tin cho shop nhé. Mình chào các bạn.